Dạ, thưa Mạnh Thường Quân, Hồ Thanh Thúy, tôi Kim Anh mắt thương nhìn cuộc đời của tỉnh Bình Thuận. Hôm nay tôi đến nhà của cháu Tô Thành Hiển, là cháu bị thần kinh, cháu không làm ăn gì được, ở nhà miết ở với ông già. Ông già thì tám mấy tuổi rồi, ông già đây, ông già phải đi bán vé số để nuôi cháu hàng ngày. Qua ngày cha con thì ở vậy thôi, chứ bà già cũng mất rồi mà cũng không có anh em gì hết. Mà cái nhà này của mình hay là mình thuê thì vậy anh? Nhà thuê ạ, Nhà nhà thuê thuê hàng tháng nhiêu? 300 300 rồi tiền điện tiền nước rồi gì không? tiền điện 67 nhà. À, là hàng tháng là 300 mấy, rồi bán rồi ăn uống rồi bệnh hoạn rồi tiền nhà tiền cửa nữa ha. Thì đó thì hôm nay em đến em trao cái phần quà rằm tháng 7 này của Mạnh Thường Quân Hồ Thanh Thúy đó, món quà của mình đó nghe anh. Dạ rồi. Tôi thành thật cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp cho tôi qua cái hoạn nạn trong gia dạ đình. dạ dạ vậy thì thôi anh nhận cái này nha, đó Rồi. cái này để lo hàng tháng cho cháu nè, nó lo đi rồi sau rồi tính sau.